Vào thứ năm tuần trước thì mình có thử trade new theo cái phương pháp mà mình đã chia sẻ trên kênh YouTube để xem là cái thị trường thực tế nó sẽ khác với cả lý thuyết như thế nào. Thì phải nói là có rất là nhiều điểm mới, hay chính xác ra là thị trường thực tế rất khác so với lý thuyết. Mọi thứ biến động rất nhanh và có nhiều cái mình không thể lường trước được. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại toàn bộ những cái giao dịch cũng như là cái diễn biến thị trường vào trong khoảng thời gian đó, mình đã đặt lệnh như thế nào, thoát lệnh ra sao và điều gì đã xảy ra ở trên thị trường. Và tất cả những cái gì mình đang chia sẻ bây giờ đều là những cái ý kiến cá nhân, những cái trải nghiệm cá nhân của mình, nó không phải là lời khuyên đầu tư. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Ok, trước khi vào clip chính thì mình sẽ nói qua một chút những việc mà mình đã làm. Do đây là lần đầu tiên mình trade tin tức nên khả năng cao là mình sẽ bị cháy tài khoản. Thế nên là mình sẽ không sử dụng cái tài khoản chính của mình mà mình sẽ lập một cái tài khoản zero mới. Thì cái tài khoản zero này chuyên dùng để đánh tin tức, nó sẽ không có spread. Thế nên là nó sẽ tránh được cái việc giãn spread khi mà ra tin. Nhược điểm duy nhất của nó là cái phí khi mà các bạn vào lệnh nó sẽ cao hơn một chút và các bạn cần phải nạp tối thiểu 200 đô. Thế nên là mình sẽ nạp 200 đô vào trong cái tài khoản này, và nếu chẳng may mình trade lung tung, mình bị cháy mất 200 đô thì nó cũng không quá ảnh hưởng gì đến mình cả. Làm gì có ai thành công ngay lần đầu tiên chứ, thế nên là chúng ta cần phải chuẩn bị cho rủi ro. Và như ở trên màn hình các bạn có thể thấy là mình đang có một cái tài khoản zero với 200 đô ở trong tài khoản. Màn hình bên kia thì mình đang để website Forex Factory để có thể theo dõi tin tức và thời gian đếm ngược ra tin. Thời điểm này thì mình đang đợi cái tin chính của cái đồng USD cơ. Nhưng mà trước đó thì chúng ta có tin tức của đồng euro, thế nên là mình sẽ thử trade cặp euro USD trước. Và như các bạn có thể thấy là thời gian ra tin bây giờ nó chỉ còn khoảng 10 giây thôi này. Thế nên là mình nghĩ mình sẽ vào lệnh ngay sau khi tin ra. Tức là mình sẽ đợi xem tin ra số nó là xanh hay là đỏ thì mình sẽ trade theo cái tin tức đó. Và các bạn có thể thấy là ngay sau khi đếm ngược kết thúc, giá nó vẫn còn đang pending. Tức là nó còn chưa ra công bố chính thức thì giá đã tăng lên rất là mạnh rồi. Nhưng mà khi số đã ra rồi, số nó đã xanh rồi, tức là nó tốt cho đồng euro thì đáng nhẽ đồng euro nó sẽ phải tăng lên chứ. Thì lúc này giá lại có một cái cú rút dâu rất là mạnh xuống phía dưới, mình không hiểu tại sao. Thế nên là lúc này mình sẽ nghĩ rằng mình sẽ đánh lệnh buy lên, bởi vì lúc này thông tin nó xanh mà không có lý do gì để nó giảm như thế này cả. Và nó giảm xuống thì lại là một cơ hội để mình buy lên với những cái vị thế rất là tốt. Thế nên là mình đã đặt tổng cộng trong cái lệnh đầu tiên này, mình đã đặt hai cái lệnh buy. Hai cái lệnh buy không phải một lót, một lệnh ở phía trên này và một cái lệnh nữa khi giá nó giảm xuống mình lại bồi thêm một cái lệnh nữa ở phía dưới thấp này. Sau đấy thì mình nghĩ rằng giá rất có thể sẽ giảm xuống thấp nữa, thế nên là mình đã cắt hai cái lệnh này đi và bồi thêm hai cái lệnh buy nữa ở phía dưới này với cái vị thế tốt hơn. Và lúc này thì mình cũng đã bị âm mất 27 đô la sau khi cắt cái lệnh đầu tiên rồi. Và lúc này thì cái tin tức chính về cái đồng USD nó cũng đã bắt đầu có thời gian đếm ngược rồi. Chỉ còn khoảng 7 phút nữa thôi là sẽ ra tin. Thế nên là mình nhanh chóng chuyển sang cặp USD và Yên Nhật để có thể set up lệnh. Mình sẽ răng hai cái lệnh buy stop và sell stop ở phía trên và phía dưới. Set up lệnh đầy đủ với cả SL theo đúng như phương pháp mà mình đã chia sẻ ở trên video. Dừng lại một chút thì khúc này mình thấy rằng sau khi setup lệnh xong thì cái lệnh này nó khá là xấu, bởi vì trước đó giá biến động khá là mạnh, thế nên là nó có quét hai đầu và để lại hai cái dâu nến rất là dài này, khiến mình đặt hai cái lệnh stop ấy nó phải sau hai cái dâu nến này thì nó mới đảm bảo. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem, nếu mà giá dao động như thế này, nó dao động nhỏ như thế này này thì chúng ta có thể đặt cái lệnh buy stop ở phía trên này và lệnh sell stop ở phía dưới này, và khi với một cái động lực mạnh giá nó đâm lên, ví dụ một khoảng như thế này chẳng hạn, thì cái lệnh của chúng ta đã được đặt ở đây rồi, và khi giá lên đây rồi thì chúng ta sẽ có một cái mức lợi nhuận rất là tốt. Đây, SL ở đây, vào lệnh ở đây, SL ở đây và TP ở đây, đúng không? Chúng ta cắt lệnh đây thì nó sẽ có một cái khoản lời rất là tốt so với cả cái khoản cắt lỗ. Nhưng ví dụ đi, ví dụ bây giờ giá nó không dao động như thế này mà nó dao động mạnh như thế này chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta cần phải đặt cái lệnh buy stop nó ở phía trên này và cái lệnh sell stop nó phải ở phía dưới này, thì giá với cùng với cả một cái động lực tăng nó tăng lên như thế này này, thì lúc này bây giờ cái TP của chúng ta nó rất là ngắn. Đây, lệnh vào ở đây này mà cho đến cái SL nó có khi nó cần phải tít ở phía dưới này cơ. Thành ra là cái các bạn có thể thấy là cái lợi nhuận so với cả cái mặt, thế các bạn có thể thấy là cái mặt lợi nhuận với cái mặt rủi ro ấy, nó sẽ chênh nhau rất là nhiều. Thế nên mà trước khi ra tin mà giá nó dao động mạnh ấy, nó sẽ để lại những cái dâu nến hay là những cái vùng kháng cự và hỗ trợ to ấy, thì chúng ta sẽ có những cái lệnh buy stop và sell stop nó khá là xấu. Đây, và mình có xuống cái khung thời gian 5 phút và 1 phút để cho các bạn xem, có thể thấy là cái biến động của nó rất là mạnh, và cho đến tận khung 30 phút thì các bạn có thể thấy là hai cái dâu này nó quét ở một vùng rất là lớn. Thành ra là hai cái lệnh buy stop và sell stop ở lần này mình đánh giá là nó không có được đẹp lắm. Và giá bây giờ thì nó vẫn còn đang quét ở trong cái vùng này nhá. Thế nên là để đảm bảo chúng ta cần phải đặt sau hai cái dâu nến này. Thế nên đây sẽ là những cái kiến thức cũng như là những cái trải nghiệm rất là đáng quý đối với mình. Thế nên là chúng ta hãy xem thị trường sẽ biến động như thế nào nhé. Sau khi set up xong cái lệnh thứ ba này thì mình mới nhớ ra là cái lệnh thứ hai của cái cặp euro và USD ấy, mình vừa nãy mình đặt ấy thì mình chưa có để SL, chưa có để cắt lỗ. Thế nên là mình nhanh chóng quay lại để đặt hai cái lệnh SL. Đấy, kéo hai cái SL của nó xuống phía dưới này. Và với hai cái lệnh này nếu mà nó chạm xuống đây thì mình sẽ mất khoảng 20 đô nữa, cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn. Phía dưới số đang nhảy thì cũng đang dương rồi, cũng là một cái tín hiệu khá là tích cực. Bây giờ đang ngồi nói chuyện với các bạn thì nghe có vẻ bình tĩnh thế thôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn mặt mình lúc đó ấy, đang căng như dây đàn vậy. Và lúc này thì chỉ còn cách thời gian ra tin chính khoảng 2 phút nữa thôi. Nhưng mà ngay lúc này mình nhận ra một cái vấn đề, đó là như này này. Đầu tiên thì mình vừa mới set up xong hai cái lệnh buy stop và sell stop ở trên cái cặp USD với cả Yên Nhật. Thì nếu mà giá tăng lên thì cái lệnh này nó cũng sẽ được khớp, không vấn đề gì cả. Và nếu giá giảm xuống thì cái lệnh sell stop nó cũng sẽ được khớp. Hai cái này thì mình không thấy có vấn đề gì cả, dù tin ra xấu hay là tốt thì mình đều có thể vào được lệnh. Tuy nhiên ở cái cặp trước đấy, ở cái lệnh số 2 mà mình đặt ấy, nó là về cặp euro và USD, thì mình đã đặt lệnh buy rồi, đã đặt lệnh buy ở đây rồi. Điều này đồng nghĩa tức là cái tin sắp tới ra ấy, thì cái đồng USD này nó phải là tin tức xấu. Nó phải là cái tin tức xấu của đồng USD thì lúc này cái giá trị của đồng USD nó mới giảm. Nó dẫn đến là cái đồng euro này nó mới tăng lên và nó đạt được cái điểm TP của mình. Còn trong trường hợp nếu mà cái đồng USD này mà giá nó đi tốt, giá nó xanh chẳng hạn, giá nó đi lên, thì đồng nghĩa với đó là cái đồng euro này nó sẽ xấu và tỷ giá nó sẽ đi xuống và nó chạm với cả cái SL của mình. Thì ở cái lệnh này nó sẽ hơi nguy hiểm, bởi vì cái lệnh khi mà tin nó ra nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các cái cặp tiền. Trước đây thì mình nghĩ là nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến một cặp tiền thôi, và trên thực tế thì nó có thể nhiều hơn, bởi vì tất cả các cái cặp tiền nào mà có đồng USD ở trong đó nó đều sẽ bị ảnh hưởng. Đó, đây là cái vấn đề. Thì nếu mà xảy ra cái giai đoạn này thì mình có hai cái lựa chọn. Một, đó là mình sẽ cắt cái lệnh này đi. Bất kể nó ở đâu mình cũng sẽ cắt cái lệnh này đi. Mình sẽ tập trung vào cái lệnh USD với cả Yên Nhật thôi, bởi vì mình đã có hai cái setup rất là tốt rồi. Và lệnh này euro thì mình cũng đang dương rồi, hoặc là huề vốn cũng được. Nhưng mà thôi, ở trong video này đây là cái video mình thử nghiệm, thế nên là chúng ta hãy xem thị trường sẽ đi như nào. Trong trường hợp nếu mà USD giảm chẳng hạn thì ở đây giá nó sẽ vào cái lệnh sell stop và cái euro nó sẽ tăng lên, và như vậy là mình sẽ ăn được hai lệnh, lệnh số 1 và lệnh số 2. Trong trường hợp nếu như mà nó tăng lên, tin tốt, USD tăng lên, tăng giá lên thì cái lệnh này của mình sẽ bị mất, và mình chỉ còn có thể mong chờ vào cái lệnh số 2 này, tức là cái lệnh USD Japan, và nó sẽ gắn vào cái lệnh buy stop ở phía bên này. Ok, chúng ta hãy xem thị trường sẽ biến động như thế nào nhé. Oh shit, và tin đã ra, giá tăng lên rất là mạnh. Mặc dù bên kia số vẫn còn đang pending, số liệu vẫn còn đang pending, nhưng giá bên này thì đã tăng rất là mạnh rồi. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên phía dưới cặp euro USD của mình đã bắt đầu chạm SL hết rồi. Còn ở phía bên này thì lệnh stop USD Yên Nhật của mình đã bắt đầu được khớp rồi, giá bắt đầu nhảy. Và bên kia số bắt đầu ra, số là xanh nhé các bạn. Số là xanh tức là giá sẽ đâm lên. Và như vậy là mình đã khớp được lệnh USD với cả Yên Nhật. Mặc dù không đẹp lắm nhưng mà lệnh đã được vào. Mình nhanh tay tắt cái lệnh sell stop đi. Và lúc này thì mình sẽ kéo cắt lỗ về điểm vào lệnh nhá, để đảm bảo rằng là lệnh này mình sẽ chỉ hoặc hòa hoặc là thắng thôi. Rồi, mình đã kéo SL về điểm vào lệnh rồi. Và bây giờ giá vẫn còn đang tăng lên rất là mạnh, được lãi được có 4-5 đô thôi. Bên kia thì số đã ra gần như là xanh hết rồi, chỉ có mỗi một cái là bằng với cả dự đoán thôi, còn đâu tất cả số đều xanh, thể hiện rằng giá trị của đồng USD vẫn đang tăng cao. Ok, mình sẽ tua cho các bạn xem nhé. Lúc này thì mình theo dõi thấy rằng giá đang không thể tăng cao được nữa. Tin tức thì cũng đã ra hết rồi. Đấy, giá không thể tăng cao được nữa và mình đã có ý định cắt lệnh rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn để xem là cái kết quả nó sẽ như thế nào. Thì đây, các bạn có thể thấy là sau đấy giá đó nó hồi về và nó chạm vào luôn vào điểm vào lệnh, và mình đã mất cái lệnh này. Mặc dù lệnh này mình không được đồng nào, nhưng mà anyway là mình làm đúng theo phương pháp và chỉ được huề vốn cái lệnh này thôi. Tuy nhiên thì cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Và hiện tại tài khoản của mình bây giờ chỉ còn lại 141 đô mà thôi. Ok, tiếp tục nào. Sau khi ngồi đọc qua một vài các tin tức thì mình nhận thấy rằng là giá vẫn có khả năng đi lên tiếp, bởi vì số ra rất là tốt mà. Số ra rất là tốt, có những số nó còn tốt gấp đôi so với cả dự đoán cơ. Thế nên là mình thấy rằng khả năng là giá nó vẫn còn đi lên. thì theo dõi biểu đồ mình thấy rằng cái mô hình giá này nó đang hình thành một cái xu hướng đi lên rất là rõ. Thế nên là mình đã đặt một cái lệnh buy ở tại cái thời điểm này. Đó, đặt một cái lệnh buy thời điểm này và SL thì mình sẽ kéo ở phía dưới này. Cũng khá là đẹp, nó tạo thành một cái vùng hỗ trợ rất là tốt ở đây và giá đang có khả năng là sẽ tăng lên tiếp. Thì mình sẽ thử xem là sau khi ra tin, đó, tin tất cả đều xanh hết rồi thì tiếp theo giá nó có đi lên không hay là nó sẽ đi xuống hay nó như thế nào, thì mình sẽ đặt một cái TP tương ứng là như kiểu ở phía trên này thôi. Đó, ở cái phần đỉnh cũ đấy, ba cái đỉnh đều chạm vào đây, thế mình đặt một cái TP ở đây. Rồi, tỷ lệ thì cũng rất là tốt này, giữa SL và TP này, RR rất là tốt. Rồi để mình xem là sau đấy giá nó sẽ đi như thế nào, sau khi ra tin giá nó sẽ đi như thế nào. Ok, và cái lệnh của mình nó đặt đâu đó tại cái thời điểm này này, thì chúng ta sẽ xem giá lúc đấy biến động như thế nào nhá. Rồi, giá đâm xuống rất là mạnh. Đang có xu hướng hồi lên. Đó, đi ngang ở trong vùng này. Và pop. Rồi. Sau đấy thì giá đã hồi về điểm ban đầu và cái lệnh này của mình cũng đã chạm phải cái SL, đã chạm phải điểm cắt lỗ. Và đây, mình sẽ cho các bạn xem cái biểu đồ thực tế đây. Đó. Đấy, mình đặt lệnh ở phía trên này, giá đi lên được có một tí thôi. Sau đấy thì cái cột đỏ đâm xuống này là mình đã bị dính SL rồi. Và các bạn có thể thấy là vào ngày hôm nay khi mà mình đang edit video đây thì giá nó vẫn tiếp tục đi xuống rất là mạnh. Mặc dù là trước đấy nó có những cái thông tin tốt, nó có một cái cột màu xanh như thế này, nhưng mà sau đấy thì giá lại tiếp tục đi xuống. Ok, và mình sẽ tổng kết lại một chút. Trong cả cái quá trình vừa rồi thì mình có đặt 3 cái kiểu lệnh. Cái kiểu đầu tiên mình đặt đó là lệnh số 1 và lệnh số 2 ấy, thì mình đợi khi nào mà tin tức nó ra, cái số nó ra nó là xanh hay là đỏ thì mình sẽ ưu tiên đặt lệnh theo cái tin tức đó. Ví dụ như nếu số xanh thì mình sẽ ưu tiên đặt các cái lệnh buy. Ngược lại nếu mà giá đỏ, giá số nó ra đỏ thì mình sẽ ưu tiên đặt các cái lệnh sell. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng dù đã ra tin rồi, ra số rồi, ra xanh đỏ rồi thì cái việc biến động ở trên thị trường vẫn rất là khó đoán. Mặc dù số nó xanh đấy nhưng mà thị trường nó vẫn đỏ, nó vẫn đâm xuống thì mình cũng không thể nào mà biết được. Cái kiểu thứ hai là như kiểu mình đặt vừa xong ấy, đó là mình đợi tin tức ra xong hết rồi. Rồi sau đấy mình mới bắt đầu đặt lệnh theo cái giá tin tức đấy. Ví dụ ok giá nó đi lên thì mình sẽ ưu tiên đặt các cái lệnh buy để tiếp tục cái đà đấy đi lên. Thì các bạn có thể thấy là nó cũng không có đúng, bởi vì sau khi giá biến động xong, sau đấy giá nó đi như thế nào thì cũng là một điều rất là khó đoán. Trong 3 cái kiểu đặt lệnh này thì chỉ có đúng một cái loại là mình nghĩ rằng có thể kiếm được thôi. Đó là các bạn phải đặt lệnh chờ, đặt lệnh buy stop và sell stop theo đúng như cái phương pháp mà mình đã chia sẻ ở video trước. Thì khi các bạn đặt lệnh buy stop và sell stop rồi thì tùy theo, nếu mà giá nó biến động nhỏ thì các bạn sẽ có những cái vị thế đặt lệnh rất là đẹp. Ngược lại nếu mà giá nó dao động lớn hơn thì các bạn sẽ có những cái vị thế đặt lệnh xấu hơn. Tuy nhiên thì mình đánh giá rằng cái kiểu đánh này hay là cái phương pháp này nó vẫn là tốt nhất, bởi vì bạn đặt giá hai đầu mà bất kể giá nó ra xanh hay đỏ, nó đi lên hay đi xuống thì đều nó sẽ khớp. Cái quan trọng ở đây là sau khi giá khớp xong ấy thì các bạn phải nhanh tay kéo cái SL về cái điểm vào lệnh, được chưa? Nhanh tay kéo cái SL về điểm vào lệnh, và ngay lúc này các bạn có thể tùy chọn, các bạn thấy rằng ồ giá không tăng được lên nữa thì các bạn có thể ấn cắt lệnh và sẽ có được một khoản lời. Hoặc nếu không thì các bạn có thể để đấy và đợi cho giá tiếp tục đi di chuyển, nhỡ đâu giá nó tiếp tục tăng lên tiếp thì các bạn sẽ có những cái lợi nhuận lớn hơn. Thì cái này tùy thuộc vào cái tình hình lúc đó cũng như là giá cả lúc đó. Tuy nhiên thì ở lúc này khi mà bạn đã kéo SL về cái điểm vào lệnh thì cái lệnh này chỉ có thể hoặc là thắng hoặc là huề thôi, nó rất là an toàn. Và tổng kết lại sau cái cuộc giao dịch tin tức thực chiến này thì mình đã lỗ mất 70 đô. Mình nghĩ là mình sẽ học hỏi cũng như là luyện tập nhiều hơn về cái phương pháp này, bởi vì ngày mai ngày kia nó vẫn còn rất nhiều các cái cơ hội, vẫn nhiều cái tin tức nó sắp ra nữa. Ok, ở phía cuối video thì mình sẽ trả lời qua một vài câu hỏi mà mình nghĩ các bạn sẽ thắc mắc. Đầu tiên là các bạn có thể để ý là khi mà lệnh đi qua cái lệnh buy stop đầu tiên ấy thì nó không khớp ngay, đúng không? Nó phải dập dìu ở đấy đến mấy lần thì giá nó mới bắt đầu khớp. Thì lý do tại sao nó lại như thế thì sau khi mình tìm hiểu nó có rất là nhiều các cái lý do khác nhau. Ví dụ như giá biến động quá là nhanh, do thanh khoản, hoặc cũng có thể do khả năng xử lý tại cái thời điểm đó nó đang bị quá tải. Bởi vì cái lúc ra tin ấy, giá nó biến động rất là nhanh và cũng có hàng triệu người cũng đang đặt lệnh giống như mình. Thế nên là máy tính nó phải xử lý từ từ thì nó mới kịp được. Rồi. Cái thứ hai đó là tài khoản Zero là gì? Thì với những bạn nào chưa xem video trước của mình thì tài khoản Zero là cái tài khoản chuyên dùng để đánh tin tức. Các bạn có thể thấy là mặc dù tin tức biến động rất là nhanh ở trong clip, nhưng mà spread, chênh lệch giữa giá ads và giá bid thì nó lại không bị giãn ra, bởi vì thực tế tài khoản Zero không hề có spread, mà mỗi lần vào lệnh chúng ta sẽ trả một khoản phí. Các khoản phí này thì nó cao hơn so với cả spread ở trong thời điểm bình thường. Tuy nhiên trong lúc ra tin thì spread nó sẽ giảm rất là căng, nó rất là dài, thế nên là lúc này thì cái phí cố định này nó lại rẻ hơn. Thế nên là tài khoản Zero này thường được dùng để đánh tin tức mà thôi. Và các bạn có thể thấy là cái số tiền nạp tối thiểu vào trong cái tài khoản Zero là 200 đô. Thắc mắc thứ ba, tin tức nó sẽ biến động trên một cặp tiền. Thực tế thì nó có thể biến động trên rất nhiều các cặp tiền mà cái đồng tiền đấy có dính líu tới. Ví dụ như ở trong video là mình có USD và Yên Nhật, và Euro và USD, thì tất cả những cái nào có USD, có cặp USD ở trong đó nó đều sẽ biến động. Các bạn có thể xem các cái cặp tiền khác có dính líu tới USD thì các bạn có thể thấy là biểu đồ của nó đi trong lúc đấy cũng biến động rất là mạnh. Câu hỏi thứ tư, số ra tốt xấu sẽ ảnh hưởng đến giá. Theo thực tế thì mình chỉ có thể chắc chắn với các bạn rằng khi mà ra tin, giá sẽ biến động rất là mạnh. Còn biến động theo như thế nào, theo đúng như tin tức hay là ngược theo tin tức, số ra có thể xanh nhưng giá vẫn cắm đầu đi xuống, đấy là chuyện bình thường. Mình chỉ chắc chắn với bạn trong lúc đấy là giá nó sẽ biến động mạnh thôi. Còn nó đâm lên, đâm xuống có theo tin tức, theo số xanh hay số đỏ thì thực sự là mình vừa thử cho các bạn xem đấy, nó rất là khó đoán. Câu hỏi số 5, chúng ta nên trade khi mà cái đồng tiền đó có nhiều tin tức ra hay là nó nên có một tin tức ra thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Như mình vừa trade xong thì mình có show cho các bạn là cái lúc mà mình đánh cái đồng USD này thì có 5 tin tức ra lận. Thì các bạn đang thắc mắc là không biết là 5 tin tức này nó sẽ đánh nó tốt hơn hay là chỉ ra một tin tức về cái đồng USD này thì đánh nó sẽ tốt hơn. Thì theo như cá nhân của mình nhé, và mình cũng tham khảo bạn bè của mình, thì bạn bè của mình lại nói rằng là một tin tức ấy, nhưng mà nó quan trọng và nó biến động mạnh, nó sẽ tốt hơn là nhiều tin tức. Bởi vì là nếu có nhiều tin tức thì nó rất có thể là sẽ xung đột lợi ích với nhau. Ví dụ như kiểu giá công bố lạm phát của Mỹ là giảm, lạm phát giảm đúng không? Tức là giá trị của đồng USD tăng cao. Nhưng mà ngay sau đấy, trong cùng cái thời điểm đó, nó lại công bố một cái thông tin ví dụ như chỉ số thất nghiệp tăng cao hay là kinh tế xấu chẳng hạn, thì lúc này cái giá đồng USD, cái giá trị của đồng USD nó lại cắm đầu giảm xuống. Tức là lúc này nó sẽ giá tốt đi lên, giá xấu đi xuống, xong lại ra giá tốt đi lên, xong lại ra giá xấu đi xuống. Thì càng nhiều tin thì nó lại càng có nhiều các cái biến động như thế, thì nó lại càng không tốt cho trader như mình. Thế nên là chúng ta thường sẽ chọn những cái tin tức chính, những cái tin tức quan trọng, và thời điểm ra tin nó chỉ có khoảng một tin thôi chẳng hạn, thì thị trường hoặc là đâm lên rất là mạnh hoặc là đâm xuống rất là mạnh. Như thế thì nó sẽ an toàn và nó sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều. Ok, và mình mong rằng video này sẽ giúp ích được các bạn, giúp các bạn có được một cái nhìn khái quát nhất về cái việc trade tin tức nó sẽ như thế nào và phương pháp đánh tin tức nó sẽ ra sao. Và mình cũng mong rằng cái video này sẽ bổ sung thêm các cái phương pháp, các cái kiểu trade ở trên thị trường để giúp các bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Còn bây giờ thì xin chào và lại các bạn ở những video lần sau.